Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi gọi ngay Mango Tours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Hoàng Trần Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả từ Cà Phê Sáng sang Thời sự Thế giới trong ngày thứ ba hôm nay. Đầu tiên là dự báo thời tiết trong ngày với Thảo Yên. Vâng, thưa quý vị và thưa anh, hôm nay đó thấy thời tiết là nóng rồi. Trung bình hôm nay ở Westminster là có thể 80, còn đi dần về Anaheim rồi lên đến San Bernardino thì có thể lên đến 80, 81, 82 độ. Và cái nhiệt độ như thế này đã thấy giữ luôn qua cho đến ngày thứ năm. Ở đây đó chúng ta thấy là ghi 77, 76, nhưng thật sự không có phải, thưa quý vị. Đến ngày mai, ngày mốt đó thì cái nhiệt độ đúng có thể là 79, 80 độ. Và nó sẽ nóng như vậy cho đến hết ngày thứ sáu. Tự dưng qua thứ bảy thì lại mây mù kéo về, một cái trận mưa, cho nên nhiệt độ giảm mười mấy, gần 20 độ thứ bảy trở đi. Qua đến thứ hai tuần sau thì nhiệt độ còn khoảng có 66 đến 68 thôi. Lạ ghê, mưa lại đến vào ngày cuối tuần này. Thế nhưng thị trường tài chính ra sao? Giới đầu tư sáng nay chờ đợi xem coi các số liệu liên quan tới lạm phát do chính phủ Hoa Kỳ công bố sẽ như thế nào. Một số phân nửa quan tâm là lạm phát sẽ còn giữ nguyên. Và nếu lạm phát giữ nguyên như thế thì Quỹ Dự trữ Liên bang không có lý do gì mà hạ giảm lãi suất vào tháng 6 cũng như tháng 7 này. Một số còn lại thì nghĩ rằng lạm phát sẽ giảm, nhưng mà vấn đề chính hiện nay không ai biết giảm bao nhiêu cho đến khi có số liệu chính thức từ chính phủ Hoa Kỳ công bố. Đó là lý do mà giới đầu tư sáng nay thứ ba quay trở lại và dè dặt hơn trong vấn đề mua cổ phiếu. Mà khi họ giảm mua có nghĩa là bán nhiều, và khi mà bán nhiều ra có nghĩa là Dow Jones đi xuống, thưa quý vị, thị trường đi xuống, Dow Jones xuống 214, có lúc sáng nay mở cửa đó xuống tới 300 điểm luôn. Nasdaq xuống 58, S&P 500 xuống 25 điểm. Và nói đến lạm phát thì sáng nay ở Bloomberg có một bản tin rất là thú vị liên quan tới món ăn không thể thiếu đối với trẻ con Mỹ và kể cả người lớn nữa. French fries, khoai tây chiên. Và tin tức này đưa ra cũng vào thời điểm món ăn khoái khẩu nhất khi vào McDonald's là French fries, cheeseburger, v.v. Thì thưa quý vị, nếu quý vị nào đến McDonald's trong thời gian vừa qua đó, khoảng một tuần lễ lại thôi, chúng ta nghe nói đến nhiều đến cái việc mà McDonald's và các thương hiệu khác, Carl Jr.'s, rồi Burger King, In-N-Out, do ảnh hưởng của việc theo California nâng cái tiền lương tối thiểu lên 20 Mỹ Kim một giờ cho những nhân viên fast food đó, đặc biệt là với những công ty cửa hàng trên 100 nhân viên trở lên phải trả. Số tiền đó khiến cho nhiều người ta thán, và tin tức thì đưa ra thấy rằng ta thán với đặc biệt là McDonald's và những cửa tiệm fast food khác. Họ nói rằng vào đây bây giờ ăn một cái bữa ăn lên tới mười mấy đô la, 20 đô la vân vân. Thế nhưng điểm đáng chú ý là trong thời gian vừa qua McDonald's đang cố gắng để giữ cho cái giá nó xuống thấp. Và nếu quý vị nào biết cách đó thì lợi dụng vào cái tình huống này, nhiều cái tiệm fast food khác nữa họ đề nghị là để mà cắt giảm những cái người nhân viên mà đứng bán vân vân đó. Drive-thru là một phần, thứ hai là gắn cài đặt cái app vào trong máy. Và khi mà cài đặt app vào trong máy đó, order hàng nó rẻ hơn nữa. Và cái giá mà một ly trước đây đó, một ly Coke lớn đó, là 2 đồng 49, là rất cao. Có thời gian những năm trước đó, trước đại dịch đó, Coke nó xuống có 99 cent mà hầu như tất cả các size. Những ai đi McDonald's và những cái tiệm khác thường xuyên thấy sau này nó lên dần, lạm phát có lúc lên tới 2 đồng 49. Thế nhưng trong thời gian vừa qua cắt giảm thì họ thấy rằng là cái giá Coke, nước nói chung là nước ngọt đó, thì lại giảm, cho nên họ đã cắt giảm cái giá còn 1 đồng 49.
French fry thì lên tới 4 đồng mấy, quả nhiên nó vẫn giữ. Và tin tức này để cho thấy rằng người Mỹ, thì thú vị ở đây đó, là mặc dù lạm phát tăng cao, nhưng mà cái món ăn khoái khẩu French fries này họ không từ bỏ. Cái số lượng khoai tây của nước Mỹ sản xuất ra đó đã được đặt hàng mua, và đồng thời số người Mỹ tiêu thụ French fries vẫn lên cao và thậm chí đang có chiều hướng tăng mạnh nữa. Một trong những món ăn mà họ không muốn cắt bỏ đó là French fries. Thế nhưng vấn đề French fries nó chỉ là một phần nhỏ trong vấn đề lạm phát sắp tới mà thôi. Giới đầu tư hiện nay vẫn quan tâm, đặc biệt là phân lời 10 năm, thưa quý vị. Phân lời 10 năm nó lẽ ra nó phải dưới 4%. Nhưng bây giờ nó từ cả năm ngoái cho đến giờ phút này nó vẫn cao vô cùng. Hôm nay là 4,37%. Dầu xuống 74 cent, 75 cent ở mức 85 đồng 68 cent, vàng lại tiếp tục lên ở mức gần 16 đồng một troy ounce, một lượng vàng tây 2,366 đồng 60 cent ngày hôm nay. Và thưa quý vị, cảnh sát ở tại Woodland Hills cũng như là LAPD bây giờ đang phối hợp để mà điều tra. Lúc ban đầu họ tưởng là ba cái vụ khác nhau, nhưng mà sau khi mà họ nhận được report thì bây giờ có nhiều bằng chứng cho thấy là cả ba cái vụ án này nó đều liên quan đến nhau, khi mà bây giờ có hai người đã chết, một nam một nữ, một đứa nhỏ sơ sinh cũng vừa chết. Bây giờ chỉ còn lại nhân chứng duy nhất là một bé gái 9 tuổi mà thôi. Thì đầu tiên thưa quý vị, cảnh sát họ nói là ngày hôm qua lúc 4 giờ rưỡi sáng ở trên freeway 405 khu vực Westchester đó, họ nhận được điện thoại của những người lái xe trên đường nói là có một đứa con gái nhỏ đang đứng một mình ở đó. Thì cảnh sát lập tức họ đến thì họ tìm thấy là một đứa bé sơ sinh, họ nói là infant thì chắc mới có mấy tháng tuổi thôi, đã chết ở trên cái vệ đường, rồi đứng ở đó là một chắc chị gái 9 tuổi đứng đó, người cũng bị thương nhẹ. Thì cảnh sát đã lập tức đưa bé gái còn sống sót vào trong bệnh viện. Thì lúc đó họ chỉ tưởng đây là một cái vụ riêng rẽ. Thế nhưng đến 5 giờ sáng thì cảnh sát ở tại Redondo Beach, thưa quý vị, họ lại nhận được giống như là tin báo của người dân là có một cái vụ đụng xe. Một người phụ nữ lái một chiếc xe Porsche màu đen đã tông vào một cái cây ở khu vực đường Pacific Coast Highway. Và khi mà cảnh sát đến nơi thì cái xe bẹp dúm gió, người phụ nữ cũng đã chết ngay tại chỗ. Thì đến 7 giờ rưỡi sáng, nghĩa là liên tục chỉ trong vòng có mấy tiếng đồng hồ thôi, thì LAPD đã được gọi đến một cái khu apartment ở Woodland Hills. Đây là một cái apartment dạng sang, thưa quý vị. Thì cảnh sát nói là những người hàng xóm đã gọi cảnh sát khi mà sáng sớm họ mở cửa ra, nhìn qua bên nhà hàng xóm đó thì thấy thứ nhất cửa nhà hàng xóm mở và có những cái vệt máu kéo dài từ trong cửa kéo ra đến cái hành lang, đi ra đến cái thang máy, cho nên là hàng xóm họ đã gọi cảnh sát. Thì khi mà cảnh sát đến đây đó thì cái người chủ nhà là người nam ở trong nhà đã chết trên người đầy những cái vết thương bị đâm. Thì sau khi mà nhận được cái vụ thứ ba đó thì với cái lời khai của hàng xóm họ kể là họ biết là trước đó cái unit mà có cái người bị đâm chết đó là vốn là có một người nam với một người nữ, họ gọi là partner, tại vì có con chung với nhau nhưng mà chưa có đám cưới, ở chung trong cái unit đó. Hai người này độ tuổi 30, có hai đứa con nhỏ mấy tháng tuổi và một bé gái 9 tuổi. Thì họ nói là hàng xóm họ kể hai người này đó thường xuyên cãi nhau, hàng xóm họ nghe hoài luôn, nhưng mà giống như cãi chắc xong rồi thôi, cho nên họ không bao giờ nghĩ là có một ngày lại xảy ra một cái án mạng đối với người nam như vậy. Thì ngay lập tức khi mà nhận được những cái tin tức lời khai của các nhân chứng thì cảnh sát họ mới sâu chuỗi lại những cái dữ kiện. Và đặc biệt nhân chứng họ kể là họ thấy được cái người nữ đó sau khi cãi vã la hét ở bên trong thì chụp hai đứa nhỏ
chạy ra ngoài và leo lên cái chiếc xe Porsche, chạy ra khỏi cái khu apartment. Mà trước khi chạy đó thì cô này cũng còn tông sập cái hàng rào của cái khu vực này nữa. Thì lúc đó có thể cảnh sát họ đã bắt đầu họ ghi nhận đây có thể là cái người phụ nữ mà tông xe vào cái cây bị chết ở Redondo Beach. Cho nên là họ đã lập tức liên lạc với nhau và điều tra một lúc cả ba cái dữ kiện này. Thì bây giờ đó cảnh sát họ nói có thể là họ tin là cái cô phụ nữ này sau khi mà đâm chết người bạn trai của mình á, ôm mấy đứa con chạy đi mà không biết làm sao mà cái đứa bé mà sơ sinh á, đã chết khi mà cảnh sát được gọi đến. Bây giờ cái đứa bé gái 9 tuổi là nhân chứng duy nhất trong cái vụ này và cảnh sát cho biết là họ cần cái kết quả giảo nghiệm tử thi để biết là tại sao cái người phụ nữ bị chết. Cái vấn đề chính hiện nay cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra, họ nghi ngờ có liên can. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi gọi ngay MangoTour 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Trước phần quảng cáo, chúng tôi đang đề cập đến một vụ án mạng và bây giờ Sở Cảnh sát Woodland Hills, Westchester ở Inglewood và Redondo Beach làm việc chung với nhau. Sáng nay họ gửi đến thông báo và tin tức này đã đến từ ngày hôm qua, gửi thông báo cho các cộng đồng cư dân. Thứ nhất đó, là đây là thời điểm cũng như là trên bản đồ nó xảy ra cái sự việc vào ngày hôm qua. Các cháu gái, hai đứa bé, như quý vị đã nghe phần tường trình của Thảo Yên đó, mấy tháng tuổi thì chết trên xa lộ 405. 4:30 sáng. Đến 5:30 sáng, khoảng 5:30 sáng, thì tại Redondo Beach họ tìm thấy thi thể của người phụ nữ ở nơi đây. Và cái khu vực mà một đứa bé sơ sinh chết và đứa bé còn lại họ nói vào khoảng 7-9 tuổi đó, ở trên đường được đưa vào bệnh viện ở gần đó. Và đây là cái khu vực Westchester nằm bên cạnh Inglewood thưa quý vị. Và sự việc có thể xảy đến từ Westchester, thế nhưng cũng có thể xảy đến từ Woodland Hills, cách đó cũng 1 tiếng đồng hồ lái xe, tận ở trên phía bắc lận, rất là xa, có thể đi 405 nhưng mà thường là 101 thì chúng ta sẽ đến Woodland Hills, sau Van Nuys là tới Woodland Hills rồi Cedar, thưa quý vị. Thì khi mà xảy đến ở Woodland Hills thì cảnh sát tới căn nhà ở Woodland Hills. Bởi vì có người báo cáo và cái sự việc đã xảy ra ở Woodland Hills 7:30 sáng, chúng ta thấy là 4:30 sáng, sau đó tới 5:30 sáng, rồi tới 7:30 sáng, cả ba vụ này. Bây giờ họ liên kết với nhau, họ nghi ngờ thôi là cái chết của người đàn ông ở Woodland Hills chỉ khám phá lúc 7:30 sáng là có liên hệ với hai cháu gái cũng như người phụ nữ. Và ai là người đã bỏ cháu gái trên xa lộ này, có phải là người phụ nữ này hay là một người khác ở Redondo Beach, ở Woodland Hills? Họ đang nghi ngờ thôi, nhưng mà họ đang cấu kết cái chết này cũng như ba vụ, trong đó người đàn ông chết, người phụ nữ chết ở Redondo Beach, người đàn ông ở Woodland Hills, bé gái thì chết trên xa lộ ở khu vực Inglewood và Westchester. Đó là cái vấn đề chiều nay, hy vọng cho chúng tôi có thêm các chi tiết để gửi đến quý khán thính giả. Trong khi đó, ở California có hai vấn nạn đang nhức đầu cho chính quyền California. Và điểm đầu tiên là đến từ khu vực phía nam đường biên giới Mexico và San Diego, thưa quý vị. Ngày hôm nay thì có một lời nhận định của ông thị trưởng thành phố El Cajon. Ông El Cajon này tuyên bố, ông chỉ nói như thế này: tôi không phải nói là để gây ra mối lo sợ, hoảng loạn hoặc là một cái quan điểm gọi là gây chiến tranh, warmongers. Warmongers là những kẻ hiếu chiến đó. Thế nhưng ông thị trưởng El Cajon đang hiện nay thì cũng đang vận động để làm dân biểu
liên bang. Cho nên ông có thể chúng ta nghĩ là cái việc mà vấn đề di dân sẽ trở thành một cái vấn đề lớn mà hy vọng ông sẽ đưa ra các quan điểm để thay đổi các chính sách của California quá dễ dãi với di dân. Mà trong số này, đa phần những thành viên của Đảng Cộng Hòa gọi là di dân bất hợp pháp. Thế nên những người của Đảng Dân Chủ đó ôn hòa hơn thì ủng hộ di dân đó, thì hỏi ở đây là những người di dân, chứ không có dùng cái chữ bất hợp pháp. Nhưng mà trên 150.000 người từ vài tháng qua đã vượt qua đường biên giới ở San Diego từ Mexico, Tijuana để vào San Diego. Và cái khó khăn ở đây đó, cái số lượng hầu như hàng ngày đó mà chính quyền không giải quyết được ở California này, và bằng cách đó là thả họ ra trên khắp đường phố. Ông thị trưởng El Cajon Bill Wells, và đã trở thành một cái bản tin lớn cũng gây hoảng loạn, hoang mang và sợ hãi nữa. Ông khuyến cáo như thế này: tôi lo sợ là California hoặc là các thành phố khác của nước Mỹ sẽ xảy ra một vụ tấn công khủng bố tương tự như bọn Hamas đã làm ở Do Thái vào ngày 7 tháng 10 vừa qua. Tại sao ông Bill này ông lên tiếng mà về vấn đề chiến tranh ghê gớm như thế? Ông nói rằng vì lý do những người di dân bất hợp pháp này thông qua đường biên giới ào ạt vào được nước Mỹ ở California này mà không có cái sự thanh lọc kiểm soát. Ông nói làm thế nào để chúng ta biết được trong số cả hàng trăm ngàn người đó không có một tên Hồi giáo khủng bố Hamas? Thực ra ông nói rằng tôi không phải là lên tiếng đe dọa, nhưng mà điều đó có thể xảy ra. Thì thực sự mà nói cũng có thể xảy ra. Mặc cho cái chính sách để bảo vệ đường biên giới của Bộ Nội an vân vân và phối hợp với những cái nguồn tin tình báo khác. Nhưng mà nếu mà một kẻ khủng bố, chúng có thể mà thuyết phục để mà dụ dỗ những người ở Mexico hoặc là những người Trung Quốc hoặc bất cứ một cái chủng tộc nào, quốc gia nào trên thế giới. Bởi vì cái số lượng người nhập cư vào đường biên giới đó đủ mọi thành phần, mà trong đó kể cả người Trung Quốc nữa. Ông cũng tuyên bố là trong số những người di dân này có những người Trung Quốc, chúng ta không qua cái thời gian thanh lọc mà Trung Quốc và Hoa Kỳ bây giờ đó đang đương đầu với nhau về nhiều cái vấn đề, cũng là kẻ thù trong cái thời gian gọi là chiến tranh lạnh như thế này. Thì không bao giờ biết được là trong số những kẻ nhập cư này có phải là chỉ cần một tên hoặc là vài tên khủng bố, chúng lợi dụng cái phương cách mà vào được nước Mỹ một cách dễ dãi như thế này, để có thể nhiều tên khi mà vào đây được rồi, giả dạng là những người tị nạn, sau đó có thể lên kế hoạch để tấn công nước Mỹ. Thì ông đưa ra lời đe dọa như thế thôi. Nhưng mà thưa quý vị, thực sự thì trong thời gian qua, không những California mà chúng ta thấy là ở Texas, hai địa điểm quan trọng lớn của đường biên giới đó, cái số lượng người, và đặc biệt là ở California đó, họ cứ mở cửa, cứ vào, rồi cho mỗi người một tờ giấy để hẹn ngày ra tòa. Nhưng mà cái tiến trình để ra tòa đó đôi khi kéo dài cả năm trời luôn. Mà phần lớn những người vì lý do nào đó họ không ra tòa nữa. Họ nói rằng họ đã tìm được một cái địa điểm có thể được tìm việc làm, hoặc là sẵn lòng để sống trong cái tình trạng bất hợp pháp này hầu như vĩnh viễn. Và thưa quý vị, vào năm ngoái thì quý vị đã nghe là State Farm tuyên bố họ sẽ không có nhận thêm những cái policy của khách hàng mới muốn mua bảo hiểm nhà ở, single house và kể cả những cái khu business nữa. Thì đến đầu tháng này họ lại tiếp tục tuyên bố thêm đó là họ sẽ ngừng renew bảo hiểm nhà cho khoảng 72.000 khách đang có policy với họ ở tại California. Thì trong đó có 30 policies là của single house và 42.000 cái policies là của những chủ sở hữu những cái tòa nhà apartments. Cái lý do mà State Farm đưa ra thưa quý vị là thứ nhất, tất cả 72 cái policies này họ nằm ở những cái vùng
Trước đây đó là State Farm họ bán, nhưng mà có thể là vì cái chuyện mà biến đổi khí hậu thì những cái nơi này đó sẽ có nguy cơ dễ xảy ra cháy rồi động đất vân vân. Mà một khi mà cháy với động đất thì trước đó cái giá mà State Farm họ đưa là của mấy chục năm trước, đến bây giờ đó giống như cái tiền mà để sửa sang lại cho những cái nhà này nó đã khác rồi, cho nên là họ tính toán lại, họ nói là họ sẽ không có bán bảo hiểm cho những cái nơi này nữa. Thì họ đã đưa ra một cái danh sách rất là nhiều, đầy đủ chi tiết tất cả những cái zip code mà họ không renew policy. Thì trong đó chúng tôi xem đó, thưa quý vị, bị ảnh hưởng nặng nhất là cái zip code 92670 thành phố Placentia. 100% người dân ở cái thành phố này sẽ không được renew cái policy với State Farm nữa. Rồi kế đến những nơi mà bị ảnh hưởng nặng là Pacific Palisades, 69% không được renew. Bel Air thuộc quận LA, 67%, và Brentwood 61%. Thì chúng tôi kéo đến xem đó, thì đặc biệt ở quận Cam chẳng hạn như là Westminster hay là Garden Grove thì không có bị 926841 gì đó, không có bị. Nhưng mà những cái nơi mà gần đồi núi là sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng mà State Farm họ nói họ không renew đây đó không có nghĩa là họ cancel liền ngay lập tức, thì những cái policy đó vẫn còn được có hiệu lực từ lúc mà những cái chủ nhân này nhận được thông báo cho đến cái ngày cuối cùng ở trong cái policy thì vẫn còn đó. Nhưng mà sau đó rồi những người này phải tìm một cái công ty khác. Thì vào tháng 2 vừa rồi á, tiểu bang cho biết họ đang làm việc hết sức mình với State Farm, cho State Farm một cái phương pháp mới, có thể là những cái nơi mà sau này họ sẽ renew, họ tính toán lại, tăng giá tiền bảo hiểm lên, thì nếu những người khách hàng này vẫn còn muốn, họ sẽ được State Farm tiếp tục bán cho. Chúng ta trở lại ngay sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi... Gọi ngay MangoTours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Trở lại với các bản tin đáng chú ý, cũng trong ngày hôm nay, California lại tiếp tục đương đầu với tình trạng thâm hụt ngân sách, và đa số đều chỉ trích tài lãnh đạo của ông Gavin Newsom, thống đốc California. Người ta chỉ trích nói rằng lúc mà California thịnh vượng đó, dư tới, 98 tỷ Mỹ kim, theo kế hoạch ngân sách của năm 2022, thì thay vì tiết kiệm, ông lại đổ dồn sử dụng số tiền đó để trả lại hoàn tiền cho người dân sau cái thời gian COVID. Thực ra thì họ nói vấn nạn của California đã khởi đầu từ năm 2000, bởi vì từ 2020 đó, cái số người rời khỏi California và cái sự cao thuế nặng của California đã khiến cho một số các chủ nhân cơ sở thương mại và các công ty đó từ từ rời bỏ California. Họ nói rằng từ 2020 cho đến giờ phút này đó, California mất tới 700.000 dân. 700.000 người, thưa quý vị. Lẽ đương nhiên cái số người ở ngoài các tiểu bang khác họ về, nhưng mà so sánh với người bỏ California đi, bởi vì họ không kham nổi. Và thời gian mà quý vị còn nhớ, chúng ta hay nói là ồ, bán một căn nhà Cali, mua được 3 căn nhà ở Texas. Và thời gian trước đó, trước khi đại dịch xảy ra, nhiều người đã rời khỏi California, bán những cái căn nhà lúc mà giá Cali cao như thế. Họ có một căn nhà trả đứt, đã vậy còn dư cả mấy trăm ngàn Mỹ kim để dành tiêu xài. Và vì thế, những người mà cao niên đến tuổi về hưu đó, thì họ thấy rằng về hưu mà với cái tiền hưu vân vân, an sinh xã hội cũng không đủ để sống ở California, vì bắt đầu mọi thứ nó tăng lên. Và từ 2020 đó, kể từ khi đại dịch COVID nó nổi lên đó, thì kéo dài cho đến giờ phút này, chúng ta thấy cái gì nó cũng tăng hết. Nhất là giá xăng, mọi thứ nó đều tăng cả. Ngân sách của California ngày hôm nay bị phe phía Đảng Cộng Hòa ở tiểu bang là thành phần thiểu số đó chỉ trích, nói rằng tất cả là do lỗi của ông Gavin Newsom, bởi vì ông tập trung vào cái ngân sách thịnh vượng của năm 2022, tăng gấp, gầu hầu như gấp
3 lần số tiền đổ vào cho các vấn đề như bảo vệ môi sinh, tốn kém khủng khiếp luôn. Và vấn đề vấn đề môi sinh không thôi đó, thưa quý vị, chúng ta đổ xăng ở đây đó, cái tiền trong đó có tiền mà những cái hãng dầu hoặc là những cái nhà máy lọc xăng, lọc dầu đó đưa vào California cũng phải tăng giá. Và đó là lý do giá xăng California vẫn cao nhất trên khắp nước Mỹ. Bảo vệ môi sinh, khó khăn trong vấn đề môi sinh và sử dụng thuế để bảo vệ môi sinh. Lẽ đương nhiên là người dân California có một cái không khí tốt lành khác và với những tiểu bang khác. Những cái chính sách liên quan tới xe điện vân vân cũng tạo nên cái vấn đề khó khăn cho những công ty khác nếu như họ không có phát triển về cái ngành môi sinh và sử dụng các năng lượng tái chế. Thì đó là thứ nhất. Thứ hai là số tiền ngân sách đã đổ vào quá nhiều cho ngành giáo dục, education. Thứ ba là kể cả homeless nữa, thưa quý vị. Thế nhưng cái ngân sách mà homeless á, là cái điều mà nhiều người chỉ trích lắm. Nếu mà thành công đó, thì tại sao trong cái chương trình nghị sự vừa qua đó, người dân California lại phải được thuyết phục để bỏ phiếu, kiếm thêm công trái phiếu 7 tỷ Mỹ Kim nữa và các quận ở California phải đáp ứng với những cái tiêu chuẩn để bảo vệ những người vô gia cư bằng cách cung cấp cho họ các dịch vụ liên quan đến điều trị tâm thần và nhiều vấn đề khác nữa. Vấn đề vô gia cư không giải quyết được từ nhiều năm qua. Bây giờ đổ thêm tiền vào cũng chưa giải quyết được bởi vì đó là những cái chính sách của California. Điểm nữa đó là họ nói rằng California có cái lượng người di dân bất hợp pháp vào. Thế nhưng ngân sách của California cũng đổ vào dành cho những người nhập cư này rất lớn. Thậm chí có nhiều những chương trình đó, nhiều tỷ Mỹ Kim dành cho người nhập cư bất hợp pháp nữa. Có những điều kiện mà California phải hỗ trợ cho người nhập cư bởi vì người dân California cũng không đi làm những cái công việc đồng áng, sửa chén hoặc nhiều công việc khác mà nhờ vào cái người nhập cư. Thực ra các cuộc nghiên cứu cũng cho thấy đó, thành phần nhập cư vào California cũng đã hỗ trợ cho tiểu bang này. Nhưng mà vấn đề chính ở đây đó, ngân sách lại dành cho người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ, trong đó kể cả vấn đề giáo dục, vấn đề bảo hiểm y tế và sức khỏe luôn nữa. Bây giờ một người vào đây mà lăn đùng ra bị bệnh, ai lo? Đâu có thể nào trục xuất những người được. Các bệnh viện phải lo, các bệnh viện, các trạm xá y tế. Sau đó tính tiền với chính phủ tiểu bang California, chính phủ phải trả. Thì vào hôm thứ Sáu vừa rồi đó, các nhà lập pháp của đảng Cộng Hòa đồng ý làm việc với các nhà lập pháp của đảng Dân Chủ để tìm cách cắt giảm cái ngân sách hiện nay. Và điều này sẽ gây thêm khó khăn cho các chương trình xã hội của California. Cắt giảm hiện nay là 17,3 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà so với cái thâm hụt ngân sách lên tới 78 tỷ Mỹ Kim. Thì ông Gavin Newsom hiện nay đang ngồi trên đống lửa. Trong thời gian qua, ông đã gửi thông báo lên cho các bộ, ban, ngành, vân vân là tìm cách cắt giảm ngân sách. Nhưng mà cắt giảm như thế nào? Khi mà ngân sách California hiện nay đang thâm hụt tới 78 tỷ Mỹ Kim. Cái đây vài năm dư được 98 mà thay vì liệu cơm gắp mắm thì là California lại vung tay quá tráng. Lẽ ra không nên trả tiền bồi hoàn cho người dân California. Nhưng mà ông làm điều đó đã mất đi khá nhiều các số ngân sách của tiểu bang. Và quay sang những bản tin địa phương thì thưa quý vị, có một vụ kiện đang diễn ra ở California. Nếu như mà tòa đứng về phía bên nào đó cũng sẽ trở thành một trong những cái vụ đầu tiên giống như là cho một cái tiền lệ để sau này một là không được làm như vậy nữa, còn hai là vẫn có thể tiếp tục làm. Thì cái chuyện này nó như thế này thưa quý vị, 50 mấy người phụ nữ đa số không quen biết nhau bị một người đàn ông nộp đơn kiện. Ông này đó, ổng kiện với cái lý do hy vọng tòa từ nay đưa ra một cái giống như là cái tiền lệ, đó là không cho người khác
kể xấu về mình ở trên mạng sẽ ảnh hưởng đến uy tín và đời sống cá nhân của ổng. Thì đây là một trong số những người phụ nữ bị ông ta kiện. Còn đây là cái người đứng đơn kiện, Stuart Lucas Murray thôi quý vị. Cái chuyện là vào cách đây 2 tuần, ông này đó, ổng đã nộp đơn kiện ở tại Los Angeles, tại vì ổng sống ở Los Angeles và đa số các phụ nữ cũng ở đó. Thì cái chuyện nó bắt đầu như thế này là vào từ hồi năm ngoái, có một cái người phụ nữ, cô này đó, chúng tôi không tìm được hình, thì không biết có phải là một trong 4 người này hay không. Cô tên là Kelly Gibbons, thưa quý vị, và cổ đã là người đầu tiên đăng ở trên một cái Facebook post, cái Facebook page này đó là để cho những người phụ nữ mà lỡ mà họ thường giống như là bị gạt tình đó, thưa quý vị, giống như một tên đàn ông nhưng mà cùng lúc cặp nhiều người phụ nữ, thì lúc ban đầu cái post này họ lập ra đề phòng cái chuyện đó. Nhưng mà cái cô Gibbons này cổ cho biết là cổ gặp được cái người tên là Lucas này, lúc đó cổ không biết tên thật hay là tên giả, thật sự ra đây là cái tên đệm của ổng, cũng là tên thật. Cổ nói cổ gặp ở trên một cái ứng dụng hẹn hò, cổ chưa hề ra gặp mặt, hai người nói chuyện được vài tuần thì cuối cùng cổ quyết định là cổ sẽ không ra gặp mặt và cổ cũng ngừng nói chuyện với Lucas này luôn. Cổ nói lý do là ông này đó, lúc ban đầu thì khi mà tán tỉnh thì nói chuyện cũng đàng hoàng, nhưng mà khi bắt đầu nói sâu hơn rồi cổ có những cái bất đồng ý kiến thì nói chuyện rất là khinh thường phụ nữ, rồi sau đó là rất là lỗ mãng, bất lịch sự vân vân. Cho nên là cổ, thì đây là những cái tấm hình mà ổng gửi cho cổ, cho nên cổ kể lại cái câu chuyện của mình, cổ giống như là muốn chia sẻ cái kinh nghiệm. Thì ngay lập tức khi mà cổ đăng như vậy đó, bắt đầu có 7-8 người phụ nữ nữa, họ cũng đã gặp ông này ở trên cái ứng dụng đó, cũng có hình cùng một người luôn, và họ cũng kể những cái câu chuyện tương tự, ý nói là cái ông này đó không, đừng có tốn thời gian nếu những người phụ nữ đang muốn tìm một cái người bạn trai vân vân như vậy. Thì càng về sau, cái post này đó nó gây được cái sự chú ý, và tổng cộng theo như cái đơn kiện bây giờ đó là có 53 người phụ nữ đã từng gặp gỡ và nói chuyện qua với ổng, và tất cả đều nói cùng một cái kinh nghiệm là ông này ổng rất là bad, đừng bao giờ mà đấy ổng. Chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này, kính mời quý vị tiếp tục theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Gọi ngay MangoTour 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Vâng, thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến tin tức đó là có một ông vì những cái trải nghiệm của những người phụ nữ mà đã nói chuyện qua những cái ứng dụng hẹn hò với ông đó, đều giống như là họ không có thích cái cách ông này, có thể là ổng bất lịch sự, nhưng mà thật sự ra ổng là người thật việc thật, cho nên cái chuyện mà mấy chục người phụ nữ cùng kể xấu về ông như vậy đó, thì bây giờ ổng đã nộp đơn kiện. Mà đặc biệt là cái cô Kelly Gibbons là cái người đầu tiên mà viết cái post về ổng đó, cổ như cổ nói là cổ chưa từng ra ngoài gặp ổng, cho nên là cách đây 2 tuần khi mà tự dưng ổng tìm đến nhà của cổ, thưa quý vị, thì cổ nói là cổ rất là hoang mang. Tại vì tự dưng ổng đến, ổng gõ cửa, cổ mở ra thì bất ngờ là cái ông này, mà cổ nói là tôi chưa từng ra ngoài gặp, không cho địa chỉ thì làm sao mà ổng biết nhà của tôi. Thì lúc đó ổng cầm cái cell phone, ổng quay lại cái cảnh này, là ổng đưa cho cổ đơn kiện, ổng nói là bây giờ tôi kiện cô và 52 người phụ nữ kia về cái tội là defamation, là làm mất uy tín của tôi. Thì thật sự trong đơn kiện, cổ và 9 người phụ nữ khác là những cái người mà đăng có hình ảnh và giống như là có cái câu chuyện thật, thưa quý vị. Còn những người mà đăng nói mà không đưa hình ảnh á, thì ổng chỉ ghi rất là sơ sài trong đơn kiện thôi. Nhưng mà tổng cộng có 9 người là bị ổng nêu đích danh trong này. Thì bây giờ đó, ổng nói với tòa là những cái người phụ nữ này cấu kết với nhau
để làm mất uy tín của ổng, và ổng bị ảnh hưởng nặng nề trong cái quá trình tìm được một người bạn gái, và ổng đòi tất cả những cô này đó phải đền bù cho ổng cái số tiền bồi thường lên đến 2.6 triệu. Thì bây giờ chính người phụ nữ này họ đã ra tòa vào ngày hôm qua thưa quý vị, đây là họ đứng trước tòa, thì họ đã viện dẫn một cái luật thưa quý vị. Ở California nó có cái luật gọi là anti-slap laws. Slap đây là dịch, tạm dịch ra là một cái chiến lược chống lại công chúng có quyền đưa những cái ý kiến về một cái vấn đề gì đó. Thì thường cái luật này đó là hay dù cho những cái đại công ty lớn corporate họ hay dùng thưa quý vị, giống như người dùng họ khách hàng họ dùng những cái sản phẩm rồi sau đó họ không thích, họ lên họ viết những cái review. Thì thường đa số những cái corporate lớn họ hay hù dọa là họ sẽ sue những cái người này để mà gỡ những cái bài viết đó, không cho nhiều người cùng một lúc vào viết, như vậy nó sẽ khiến sự chú ý của công chúng ngày một bành trướng. Thì những người phụ nữ họ đã viện dẫn cái đạo luật này, họ nói là thứ nhất đa số họ không hề quen biết nhau cho nên không có cái chuyện mà họ thông đồng với nhau ở đây, và thứ hai là họ không hề dựng chuyện trong cái chuyện này mà họ chỉ kể lại những cái trải nghiệm của họ, experience và cái review, và viết về cái cảm nhận, thì không phải là họ đặt điều để mà nói xấu ông này, cho nên là họ xin tòa dùng cái đạo luật anti-slap law này để mà quăng cái đơn kiện của ông đi. Thì vào sáng ngày hôm nay tòa án thứ nhất họ đồng ý cái viện dẫn của năm mươi mấy người phụ nữ này. Thực sự là đa số họ không quen biết nhau, và thứ hai nữa là đa số họ không có dựng chuyện, cho nên là tòa sẽ đưa ra cái phán quyết vào cuối tháng này. Thì nếu như mà cái đơn kiện của ông này bị quăng bỏ đó, thì sẽ giống như ông này ổng kiện, ổng nói là không giống như là muốn tòa từ nay sẽ không có những cái vụ tương tự là nhiều người cùng viết giống như review về một cái người nào đó. Thì ông nói là sẽ có những cái trường hợp có khả năng là bị dựng chuyện, nói bậy nói bạ. Thì nếu như mà tòa về phe những người phụ nữ này thì sẽ không có cái chuyện mà cấm cái chuyện mà review về ai đó ở trên online nữa. Vào sáng ngày hôm qua, cảnh sát Las Vegas đã nhận được điện thoại 911 gọi đến sau khi tại một tòa nhà gần phòng sòng bài và khách sạn Red Rock Casino and Resort. Quý vị nào tới Las Vegas chắc có vẻ biết Red Rock. Ở gần đây có một tòa nhà, nơi đây là tòa nhà của các tổ hợp luật sư. Và trên tầng cao nhất, tầng 5 thưa quý vị, thì bất chợt trong một cái phiên gọi là họp tranh luận về quyền nuôi dưỡng một đứa trẻ vị thành niên, thì bất ngờ những người trong tòa nhà này nghe tiếng súng nổ ầm 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 luôn, chạy vào trong phòng họp. Họ nhìn thấy hai luật sư của hai văn phòng chết trong phòng, và một người vợ của ông Dennis Prince, Ashley Prince, cũng tử vong luôn. Đây là bản tin vô cùng hiếm hoi, lần đầu tiên, phần lớn á, những cái vụ mà tranh chấp quyền nuôi dưỡng đó, có những người bố nhờ một tổ hợp luật sư hoặc là một luật sư đại diện cho mình trong quyền tranh chấp, vì thua cuộc cho nên họ quay lại họ bắn chết luôn cái người luật sư đó. Nhưng mà trong trường hợp này, người mà đứng ra đại diện cho quyền tranh chấp quyền nuôi con á, lại là một luật sư. Đó là ông Joe, và đây là một trong những nạn nhân. Và đây là một cái bản tin để cho thấy là cái cuộc tình Tây Ba mà dẫn đến cái việc tranh chấp con cái, đặc biệt là trong cộng đồng người da trắng đó, thì cái quyền nuôi dưỡng nó trở thành cái mối thù hận. Cảnh sát Las Vegas đang tìm hiểu xem các mối quan hệ của những người này như thế nào. Người ta mới tìm thấy, đây là bản tin sơ khởi thưa quý vị, cái kẻ mà cầm súng bắn chết ông Dennis Prince này đó lại là ông bố của đứa con, mà vợ của ông Dennis này lại là vợ cũ của ông, bà Ashley Prince. Cho nên có thể là trước đây ông bố, tức là chồng cũ của bà Ashley đó, làm việc chung trong một tổ hợp. Sau đó hai người có một đứa con với nhau, đứa bé tên là Dylan.
Nhưng mà sau đó vì không hợp tính như thế nào đó thì bà chia tay với ông Joe. Và khi chia tay với ông Joe đó, bà lại quay sang để lấy ông luật sư này. Và hai người chính thức, bởi vì bà Ashley hôm nay mang họ chồng là Prince, ông Dennis Prince, cho nên cặp vợ chồng Dennis và Ashley Prince. Thế nhưng mặc dù là chia tay với ông chồng cũ, nhưng mà ông chồng cũ nhất quyết, ông cũng là luật sư nữa, và nhất quyết giành lấy cái quyền nuôi đứa con trai của mình cho bằng được, và trong nhiều năm qua đã tranh chấp cái quyền nuôi dưỡng này. Và bà Ashley đó, bởi vì chồng cũng là luật sư, cho nên bà nói anh bằng mọi giá là phải tranh luận để mà lấy đứa con này. Và có thể ông Joe mới thấy được đó là cái sự thua kém của mình trong cái việc tranh chấp. Và cái nguy cơ đó, vấn đề tranh cãi thì luật sư họ cũng biết một phần là họ liệu có thắng được hay không. Thì chắc có lẽ nhìn thấy đó là thế nào, nếu mà ra tòa đó thì ông cũng sẽ thua. Bởi vì nhiều vấn đề tài chính hoặc là vấn đề mà tòa có thể nghiêng về phía người mẹ sẽ chăm sóc bà có thể ở nhà một mình, ở nhà trong lúc chồng đi làm. Trong khi ông Joe này suốt ngày cứ phải đi ra hầu tòa thì ai sẽ chăm sóc đứa bé? Cho nên tòa phần lớn là trao cái quyền nuôi dưỡng cho người mẹ, nếu như người mẹ đó đầy đủ các phương tiện để chăm sóc đứa con. Nhất là bà nói tôi ở nhà, tôi chăm sóc đứa đó được, còn ông này ông đi suốt ngày làm sao ông chăm sóc? Thì đó là cái vấn đề mà ông Joe cảm thấy thua thiệt đối với ông Dennis luật sư, hai người luật sư. Thì lần cuối cùng, tức là sáng ngày hôm qua, trong một cái phiên tranh luận cuối cùng, deposition, tức là hai bên hỏi với nhau để mà trước khi ra tòa đó, trong lúc tranh cãi với nhau, ông Joe đứng dậy móc súng ra, nhắm vào vợ cũ của mình và tình địch của mình là ông Dennis này, bắn chết hai người. Sau khi bắn chết, thưa quý vị, vấn đề chính ở đây đó, người ta không biết được đứa bé, đứa con trai Dylan có mặt trong cái phòng họp đó hay không, hay đứa bé đang ở trường. Ông quay đầu xuống, ông tự tử luôn. Ba người chết. Thì về vấn đề chính hiện nay, cảnh sát vẫn còn đang mở cuộc điều tra, nhưng mà rồi đó, đứa bé là mồ côi cha mẹ, mà tổ hợp luật sư chưa họ nói đó, ông Dennis trong thời gian qua là một sư khá nổi tiếng ở Las Vegas nữa. Và quay trở về những bản tin địa phương thì thưa quý vị, vào ngày hôm nay một ông tử tù theo như đúng lịch trình vẫn sẽ bị thi hành án, bất chấp cái chuyện là ông đã được hơn một chục người cai tù viết thỉnh nguyện thư xin thống đốc của tiểu bang ân xá cho ổng. Thì nếu như mà bị tử hình vào chiều ngày hôm nay đó, thì đây là cái vụ tử hình đầu tiên của tiểu bang Missouri trong năm 2024. Đây là ông Brian Dorsey, thưa quý vị. Năm nay ổng 51 tuổi. Vào tháng 12 năm 2006, ông này đó... Chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Hãng hàng không Starless có chuyến bay về Việt Nam. Jean và Kim Thư Jewelry bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100. Quý vị, lúc này trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến tin tức đó là có một tù nhân vẫn sẽ bị hành hình vào chiều ngày hôm nay ở tại Missouri, mà cái trường hợp của ông này đó thì nó đang gây cái sự chú ý khác biệt hơn những cái chuyện những cái vụ của tử tù khác một tí. Đây là Brian Dorsey, năm nay 51 tuổi. Thì theo hồ sơ cho biết đó là vào tháng 12 năm 2006, cái đêm hôm đó ông này đó, ông nhờ cô này cổ là cousin, hai vợ chồng người cousin
chở ổng về nhà, vì ổng không dám đi về nhà một mình. Tại vì lúc đó đó, ổng trong cái thời gian đó, ổng giống như là nghiện ngập sử dụng cần sa ma túy, và ổng đang thiếu nợ cái bọn bán ma túy. Ông nói là nếu mà ông về nhà một mình á, thì có thể là chúng sẽ giết ổng. Thì hai vợ chồng người cousin chở ổng về đến nhà. Xin lỗi quý vị, không phải chở ổng về đến nhà. Lúc đó ổng nhờ họ chở đi nhưng mà chưa có chở. Ổng đang ở trong căn nhà của hai vợ chồng người cousin này. Thì sau đó ổng mượn tiền, ổng năn nỉ hai người này giúp ổng trả nợ, nhưng mà họ không chịu và bắt đầu cãi nhau. Thì ổng mới dùng cái súng bắn chết hai vợ chồng người cousin này. Trong nhà lúc đó hai vợ chồng này có một đứa con gái 4 tuổi. Thì ổng giống như không có đụng đến đứa nhỏ này. Sau đó ổng bỏ chạy mất. Thế nhưng với những cái chứng cứ đầy đủ thì cuối cùng ổng nhận tội. Và đến năm 2008 đó thì ổng nhận cái mức án là tử hình. Nhưng mà sau đó ổng liên tục kháng cáo. Thì chỉ được kháng cáo tổng cộng có 3 lần thôi. Tất cả những lần kháng cáo đó thì ổng đều dùng cùng một cái lý do. Ổng nói là tại vì cái hệ thống của tòa Missouri giống như là trả một cái flat rate cho luật sư thí. Nghĩa là giống như mỗi một cái trường hợp luật sư thí, thí dụ đi, họ chỉ trả cho có 10.000 thôi, không trả thêm hơn nữa. Thì vì cái chuyện đó cho nên ý ổng nói là ổng đã không nhận được cái sự biện hộ tốt nhất. Và luật sư, cái người luật sư thí của ổng đó cũng nói rằng phía công tố viên đã bỏ qua những cái kết quả giám định, là trong cái đêm hôm đó ổng tâm thần bị rối loạn vì ổng đã dùng một cái lượng ma túy lớn ở trong người, chứ lúc mà ổng tỉnh táo thì ổng không có như vậy. Và bên cạnh đó thì phía ổng khi mà kháng cáo, ổng cũng đưa ra những cái kết quả giám định từ một bác sĩ tâm thần, là ông này đã trước khi xảy ra án mạng ổng thường xuyên đi bác sĩ, thì ổng đã từng bị giống như là tinh thần có vấn đề, rồi bị trầm cảm nặng và có một vài lần ổng muốn tự tử. Thì tất cả những cái đó ý ổng nói là con đó không phải là con người thật của ổng. Và đặc biệt khi mà những cái lần xin kháng cáo của ổng đều bị bác bỏ, thì đến tháng Giêng năm nay phía cái đơn xin ân xá của ổng đó, tự dưng ổng nhận được một cái sự ủng hộ rất là lớn từ tất cả những cái nhân viên cai ngục ở trong nhà tù đang giam giữ ổng, kể cả cái ông warden là người lãnh đạo của nhà tù. Mà thường những cái vụ mà tù nhân xin kháng cáo, rất ít người nhân viên cai tù họ tham dự, đồng ý viết những cái giống như là thỉnh nguyện thư cho những cái tù nhân đó. Vậy mà cái trường hợp của ông Dorsey này, tất cả nhân viên cai tù mười mấy người và ông Warden đều viết thư cho ổng. Họ nói rằng họ tin vào án tử hình của tiểu bang cho những cái phạm nhân mất nhân tính. Thế nhưng trong cái trường hợp của ông Dorsey thì họ tin rằng ổng không có đáng bị tử hình. Thế nhưng với cái thỉnh nguyện thư đó thì cũng không có đưa ra kết quả được ông thống đốc ân xá. Ông thống đốc và tòa án của tiểu bang vẫn giữ nguyên cái lịch trình là sẽ tử hình Brian Dorsey vào 6 giờ chiều ngày hôm nay bằng cách chích thuốc độc. Và một bản tin liên can tới người Công giáo ở tại Việt Nam, một bức ảnh mà đã khiến những người Công giáo ở Việt Nam hôm nay đang mừng thầm. Lý do họ hy vọng Đức Giáo Hoàng Francis có thể đến Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử từ 1975 tới giờ phút này. Đây là bức ảnh cũng đi vào lịch sử trong ngày hôm nay, thưa quý vị. Một bên quý vị nhìn thấy ông Paul Richard Gallagher, đại diện cho Tòa Thánh Vatican. Ông là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Tòa Thánh Vatican. Lần đầu tiên trong lịch sử đến Việt Nam. Người kế bên là ông Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Cộng sản Bùi Thanh Sơn. Tại sao bức tranh, bức hình này vô cùng quan trọng? Lần đầu tiên một vị Ngoại trưởng của Vatican, đại sứ thì đến Việt Nam thường xuyên, nhưng mà Ngoại trưởng của Tòa Thánh lại đến Việt Nam, mà đâu phải chỉ một ngày, hai ngày, đâu phải là chỉ chuyến thăm cấp ngoại giao bình thường đâu. Ông ở Việt Nam tới 6 ngày và dự trù sẽ đi khắp ba miền Bắc, Trung, Nam, thậm chí còn tham dự vào các thánh lễ ở Việt Nam nữa.
Bản tin này được đưa ra vào thời điểm tin tức từ Tòa Thánh Vatican cho biết là Đức Giáo Hoàng Francis đã có kế hoạch và lịch trình đến Indonesia trong thời gian tới đây, năm 2024. Thì nhiều người đồn đoán nói rằng việc một vị lãnh đạo trong ngành ngoại giao của Vatican mà đến Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử chưa từng có như thế này, có thể là mở đường cho chuyến lần đầu tiên tông du của Đức Giáo Hoàng Francis đến Việt Nam. Thì mọi người đều hy vọng khi mà Ngài đến sẽ có nhiều cuộc thảo luận với chính quyền và đồng thời sẽ mở rộng những cái chuyến công du sắp tới của các vị đại diện cho ngoại giao của phía Tòa Thánh. Và khi mà người ta thấy có một vị ngoại trưởng của Tòa Thánh mà đến một quốc gia, điều đó có nghĩa là họ đặt nền móng cho chuyến tông du sắp tới của Đức Giáo Hoàng. Chứ không có lý do gì tự nhiên ngày hôm nay mà ông Bộ trưởng Ngoại giao của Vatican lại đến gặp phía Việt Nam như thế. Thực ra trong thời gian qua Việt Nam cũng cố gắng mở rộng các mối quan hệ và về ngoại giao cũng như là mở cửa một cách dễ dàng hơn đối với phía Tòa Thánh Vatican. Một trong những cái vấn đề rất lớn từ 1975 đến giờ phút này đó là không có mối quan hệ một cách trực tiếp. Bởi vì một trong những điều lệ mà phía Tòa Thánh Vatican muốn đó là cái việc mà bổ nhiệm các vị giám mục vân vân cho phía Việt Nam là từ Tòa Thánh. Phía Việt Nam thì chống đối cái điều đó. Tuy nhiên, cái cuộc gặp gỡ quan trọng này sẽ cởi mở hơn nữa đối với phía Việt Nam Cộng sản vô thần. Và việc mà cho phép tự do hơn trong vấn đề mà tôn giáo, đặc biệt là đối với những người công giáo. Mặc dù bản tin nói rằng chính phủ, theo báo cáo đó, họ nói trong số 8-90 triệu người dân ở Việt Nam hiện nay đó, phía người theo công giáo đó chỉ có chiếm vào khoảng 7-8%, tức là khoảng 7-8 triệu người gì đó thôi. Nhưng đối với phía Việt Nam đó, cái con số như vậy đã cao hơn rất nhiều so với các quốc gia vùng Đông Nam Á khác. Thì hy vọng đối với những người công giáo ở Việt Nam, đây là cái chuyến làm việc của ông Ngoại trưởng Tòa Thánh Gallagher này sẽ dẫn đến việc mà mọi người đều trông đợi là Tòa Thánh sẽ, Đức Giáo Hoàng sẽ muốn, thật sự thì Đức Giáo Hoàng cũng muốn đến thăm Việt Nam, nhưng mà cái vấn đề ngoại giao có mở được hay không. Và thưa quý vị, trong thời gian qua thì chúng ta liên tục nghe đến cái đạo luật gọi là SB4 của tiểu bang Texas trong cái nỗ lực truy bắt và họ muốn trục xuất di dân bất hợp pháp ở tại Texas mà không cần thông qua cái hệ thống của tòa di trú. Thì hiện nay SB4 đã bị một tòa liên bang đang tạm thời đưa một cái lệnh chặn rồi, không cho SB4 đi vào hiệu nghiệm. Thì đến sáng ngày hôm nay, một cái tiểu bang khác đó là Louisiana lại tiếp tục đưa ra một cái dự luật tương tự y hệt như SB4 của Texas, thưa quý vị, đó là cho phép chính quyền địa phương là các sở cảnh sát đó truy tìm những cái di dân bất hợp pháp ở tại Louisiana, rồi sau đó cho phép tòa của tiểu bang tiến hành trục xuất di dân bất hợp pháp mà không cần phải giống như là chờ đợi chuyển qua thủ tục qua tòa di trú, mà chúng ta cũng biết là tòa di trú hiện nay họ bị backlog đến cả mấy trăm ngàn cái hồ sơ, thì không có cái, và cũng không có cái chuyện mà đi lùng bắt, tại vì ICE họ cũng thiếu nhân viên vô cùng. Thì những cái luật như thế này đó để cho tòa của tiểu bang họ tự làm cái chuyện của họ, không thông qua cái hệ thống chính quyền của liên bang. Thì không riêng Louisiana mà phía Reuters họ ghi nhận là Oklahoma và Tennessee cũng đang trong cái quá trình thông qua những cái luật tương tự như vậy. Thì nói về tiểu bang Louisiana, thưa quý vị, trong cái dự luật họ sắp sửa đưa ra đó, họ cũng giống như là nói rõ chi tiết là tại sao cái tội nào để mà họ đi lùng bắt. Thì chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi hãng hàng không Starlux có chuyến bay về Việt Nam.
Jin và Kim Thư Jewelry bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100. Vâng, thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến tin tức đó là tiểu bang Louisiana cho biết là họ sắp sửa thông qua một cái dự luật tương tự y hệt như SB4 của Texas, đó là cho phép các sở cảnh sát địa phương truy lùng di dân bất hợp pháp và rồi để tòa của tiểu bang trục xuất những di dân bất hợp pháp này. Thì ông thống đốc của tiểu bang Louisiana, thưa quý vị, ông nói là mặc dù tiểu bang không có giống như Texas là nằm ngay giáp ranh đường biên giới với Mexico, nhưng mà ông cho biết trong thời gian sắp tới, tiểu bang sẽ đưa ra sau khi họ thu thập đầy đủ những cái dữ liệu để mà cho thấy số lượng di dân bất hợp pháp ở trong cái tiểu bang này nó nhiều như thế nào. Và những di dân bất hợp pháp thì có rất nhiều người là phạm tội, cho nên là tiểu bang họ cần thiết có cái luật giống như SB4 của Texas vậy. Và bên cạnh đó thì cái đạo luật của Louisiana họ cũng ghi rõ cái tội là họ bắt giữ, đó là phải vi phạm illegal entry or re-entry, thưa quý vị. Đó là họ nói không phải là tự dưng mà họ đi ngoài đường mà họ bắt, mà đó là những cái người mà đã từng bị giống như là deny hồ sơ tị nạn, nghĩa là họ đã không có được tòa di trú ở đây cho phép vào rồi, nhưng mà vẫn vượt cái đường biên giới vào, thì họ rõ ràng đã phạm tội. Và những người đã từng có hồ sơ bị trục xuất nhưng mà rồi sau đó lại đi vào đường biên giới bất hợp pháp, thì tiểu bang của họ đang truy lùng những người này. Và bên cạnh đó, khi mà thông qua cái luật này thì Louisiana cũng cho biết là họ sẽ thuyên chuyển ngân sách cho vệ binh quốc gia của Louisiana để vệ binh quốc gia phối hợp với các cảnh sát địa phương đi truy bắt những cái di dân bất hợp pháp. Thưa quý khán thính giả, trong thời gian qua, những cái vụ mà những kẻ lừa đảo ở trên mạng vẫn tiếp tục hoành hành hầu như hàng ngày, và đặc biệt nhắm vào những người cao niên, những người không theo dõi tin tức hoặc là vấn đề internet, nhiều thứ khác nữa. Và ngày hôm nay, một phụ nữ ở Florida 68 tuổi đệ đơn kiện Bank of America 2 triệu Mỹ kim. Đơn kiện nói rằng Bank of America đã không làm đủ để bảo vệ khách hàng và thân chủ. Vụ kiện này khởi đầu từ nhiều tháng trước. Một ngày, bà Lynn Buckling nhận được một điện thoại, và trên đường dây điện thoại, người đó nói rằng tôi tên là Bruce, đại diện cho Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ FTC, để khuyến cáo với bà rằng các ngân khoản đầu tư của bà đang bị ảnh hưởng và có thể mất tiền. Và thưa quý vị, không có một nhân viên cảnh sát, cứu hỏa, ủy ban chứng khoán mà gọi điện thoại đến cho quý vị cả. Cho nên tất cả những cái cú điện thoại này là đều là lừa đảo hết. Nhưng mà bà phụ nữ cao niên này chắc có lẽ không theo dõi tin tức, cho nên bà nhận điện thoại bắt đầu sợ. Thôi chết rồi. Trong chương mục của mình, từ đầu tư cho tới saving account, checking 2 triệu Mỹ kim nữa, thì cái người này nói rất là thành khẩn. Và thậm chí đó, không những ông nói, ông gọi điện thoại xong bà bắt điện thoại là ồ trúng rồi. Thế là ông nói là bà sẽ nhận được email của FTC gửi đến, và trong đó đó chúng tôi có hình ảnh, tên tuổi của tôi, giấy, nghĩa là chứng nhận là nhân viên của FTC. Thế là bà mở email lên và bà thấy ngay lập tức tất cả các chi tiết trong đó là FTC, rồi dấu hiệu chứng khoán đủ hết tất cả, và nhân viên chính thức của cơ quan này. Ông còn nói tôi là người thanh tra và điều tra của FTC và tìm cách để bảo vệ những người có nguy cơ bị ăn cắp tiền. Thì để bảo vệ đó, an sinh xã hội của bà và ngân cái chương mục, đặc biệt là chương mục Bank America của bà đó, cần phải được chúng tôi bảo vệ. Thế là thưa quý vị, bà
giao cho kẻ cướp này tất cả những cái thông tin cần thiết. Hậu quả là hắn rút 2 triệu Mỹ Kim từ cái hồ, từ cái nguồn đầu tư. Về Bank of America cũng có nguồn đầu tư rồi, saving checking account. Thế thì sau khi nhìn thấy ố, một ngày mở ra đi lấy tiền, không lấy rút được tiền bởi vì nó sạch trong rồi, còn có zero dollar thôi. Thế là bà kiện và đã tìm một tổ hợp luật sư. Thì trong tổ hợp luật sư này đó, khi mà gặp đó, thì tổ hợp luật sư sẵn lòng đứng ra, bởi vì họ có thể dựa vào một cái vụ kiện trước đây ở tại Anh Quốc. Một người đàn ông cũng mất cả triệu bạc và kiện nhắm vào cái ngân hàng vì tắc trách. Bà trong cái đơn kiện bà nói như thế này nè: Bank of America đã ngửi thấy cái mùi của cái vụ lừa đảo này rồi, mà không hiểu vì lý do nào mà vẫn tiếp tục cho phép transfer, rút tiền ra khỏi chương mục của bà. Và khi transfer rút tiền như vậy đó mà không hề gửi cho bà, hoặc là không gọi đến báo cáo cho bà biết bất cứ một cái chi tiết nào, mà tự động rút ra. Sau khi gặp đơn kiện và bà than phiền với Bank of America đó, thì Bank of America mới chính thức nói rằng họ mở cuộc điều tra tương tự như bất cứ một cái vụ lừa đảo nào. Bank of America nói bằng rằng may mắn chúng tôi đã thu hồi về được cho bà 500.000 Mỹ Kim. Sau đó đóng cái hồ sơ điều tra luôn. Họ nói rằng số tiền 1 triệu rưỡi chúng tôi không tìm thấy được, bởi vì bà đã là dính líu tới cái vụ lừa đảo này, mà chúng tôi không thể nào có cái trách nhiệm trong việc bảo vệ cái nguồn tiền mà bà bị lừa được. Thế thì bà đợi đâm kiện Bank of America, không biết được cái vụ này sẽ bồi hoàn, bởi vì trong đó có điều khoản đó là trách nhiệm của ngân hàng cũng phải đưa ra những cái tiến trình kiểm soát cái nguồn tiền transfer một cách bất hợp pháp, và nó quá đáng, không thể nào rút một lúc mà nhiều lần mấy trăm ngàn một lúc được. Thì họ nói rằng trong quá khứ bà chưa hề có những cái vụ mà rút tiền hoặc là transfer, mà bây giờ tự nhiên xảy ra một lúc như thế mà ngân hàng không có báo động. Và đó là lý do ngân hàng Bank of America chịu trách nhiệm. Và thưa quý vị, cảnh sát ở Texas cho biết là sau khi điều tra một cái vụ lúc đầu tưởng là một vụ cướp ở một cây xăng vào tháng Giêng năm nay đó. Tuy nhiên sau khi điều tra thì bây giờ cảnh sát phát hiện là tất cả những người liên quan trong cái chuyện này, kể cả nạn nhân, đều dàn dựng cái vụ cướp ở cây xăng này mà là lại liên quan đến cái chuyện là để cho họ nhận được visa xin tị nạn, là một cái âm mưu mà cảnh sát nói là từ trước đến giờ họ chưa bao giờ thấy. Thì đây là hình ảnh của cái vụ cướp ngày hôm đó, ngày 27 Tây tháng Giêng, ở một cây xăng ở Houston thưa quý vị. Thì cái câu chuyện này nó liên quan đến rất nhiều người, nhưng mà và cũng hơi khó hiểu nữa thưa quý vị. Thì như hình ảnh quý vị thấy đó, họ dàn dựng như thế này: hai người nạn nhân ở cái xe này bước xuống thì bị một cái tay cướp nhảy ra cướp, và cái người ở cái xe đỏ này đó đóng cái vai là giống như người qua đường tự dưng thấy như vậy, cho nên là cứu hai nạn nhân, nổ súng vào tên cướp. Thì đáng lý ra cái kịch bản nó là như vậy thôi, rồi sau đó tên cướp sẽ ù té chạy. Thế nhưng xui cho chúng làm sao mà cái người mà đóng vai anh hùng cứu người đó bắn vào cái tay cướp, nhưng mà lại bắn trúng thật, cho nên cái tay cướp bị chết thưa quý vị. Thì chính vì chết người như vậy cho nên cảnh sát họ mới điều tra kỹ càng. Thì họ phát hiện là cái người, cái tay cướp bị bắn chết với lại một trong những cái người mà nạn nhân đó thì lại có liên quan đến nhau trong hai cái vụ trước đó. Lúc này thì bắt đầu có hình ảnh thôi quý vị. Đây là cái kẻ đóng vai tay cướp, Rachel Scott. Còn cái người mà đây là một trong những người mà nạn nhân là William Winfrey. Thì cảnh sát thấy là hai cái người này đó đã từng
có hồ sơ ở trong hai cái vụ bị ăn cướp tương tự cũng ở tại Texas, thưa quý vị, cũng là Winfrey và Scott nữa. Winfrey cũng lại là một trong nạn nhân, thì cảnh sát mới thấy là rất là nghi ngờ tại sao cái ông này ông cứ bị cướp hoài. Thì thế là họ mới mở một cái cuộc điều tra, thì họ phát hiện là hai cái tay này đó đã từng thực hiện dàn dựng thành công hai cái vụ cướp giả như vậy trước đó rồi. Cái vụ đầu tiên là vào tháng 2 năm 2003, khi đó cũng có Scott và Winfrey tham gia nữa, thưa quý vị. Thì cũng cái vụ nổ súng bắn như vậy. Rồi sau đó đó thì một trong những nạn nhân của cái vụ đó đi nộp đơn xin visa tị nạn, gọi là U visa, thưa quý vị. Bây giờ chúng tôi mới biết có cái loại visa đó. Đây là một cái loại visa dành cho nạn nhân của một số những cái tội ác bị lạm dụng về tinh thần hoặc là thể chất, hoặc là giúp cho chính phủ điều tra, truy tố tội phạm, thì thường là dành cho những cái người mà họ liên quan những cái cuộc chiến ở chiến trường Iraq hay là Afghanistan này nọ đó. Nhưng mà ở Hoa Kỳ vẫn có. Thì cái vụ đầu tiên chúng đã dàn dựng thành công và cái người xin visa đó đã được, thưa quý vị. Và rồi đến ngày 26 tháng Giêng, nghĩa là một ngày trước cái vụ mà chết người đó, chúng cũng làm một vụ nữa và cái người xin đó cũng được nữa, cho nên chúng làm hoài. Thì bây giờ cảnh sát mới phát hiện, thì ra cái tay mà Winfrey là cái tay môi giới đi tìm khách hàng, rồi cái tay mà Scott là cái tay mà bị bắn chết đó, thưa quý vị, là cái người mà đóng giả tên cướp cứ lúc nào cũng trong những cái vụ này nổ súng. Thì không may cho y là cái vụ ngày 27 tháng Giêng y lại bị nổ súng chết, và cái tay mà nổ súng bắn chết cũng là một cái tay mà nghiện ngập địa phương. Chúng cùng nhau thuê dàn dựng cái cảnh này, lấy tiền của những người xin visa, khi mà thành công thì sẽ chia tiền cho cả ba. Thì nếu như cái vụ này mà lỡ không chết người thì chúng lại làm được một cái vụ nữa. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.